Hello hello anh em, chào mừng đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài viết Đại dịch chống nhạt và cái bẫy tiêu chuẩn của gái của tác giả Bánh Mì Trứng trên Spy Room. Hy vọng các anh em sẽ rút ra được chút kinh nghiệm từ bài viết này. Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nào. Dạo này có rất nhiều bài hướng dẫn các anh em chống nhạt, cải thiện chỉnh tán gái, trở thành sói đầu đàn, ABC, XYZ, vân vân và mây mây. Bên dưới là cơ man các anh em vào than thở: ừ thì tôi thấy tôi cũng nhạt thiệt, làm sao để cải thiện bây giờ? Làm sao để tán 100 cô đổ một cô bây giờ? Làm sao để AA 41 bây giờ? Tôi rất là thương anh em. Anh em đã nhạt thì chớ, lại còn bị rơi vào cái bẫy tiêu chuẩn của gái. Đầu tiên, anh em có nhạt không? Nếu ai vẫn còn tự hỏi câu này thì tôi trả lời luôn là có nha. Nhưng có vấn đề gì không? Tôi trả lời luôn là không nha. Nếu anh em nhìn lại lịch sử phát triển của loài người thì anh em sẽ phát hiện ra, từ khi chúng ta còn ở mông muội cho đến khi chúng ta tiến đến sao hỏa, việc cạnh tranh vẫn là việc nội bộ của những con đực với nhau. Tất nhiên thời đại ngày càng văn minh tiến bộ, chị em phụ nữ ngày càng được coi trọng nâng niu trong cuộc sống hơn. Điển hình là ngày xưa nếu muốn tán gái, anh em chỉ đơn giản là đập chết thằng khác, sau đó kéo chân một em ngon nhất về lều nhà. Thì ở thế giới văn minh mọi việc đã phức tạp hóa lên nhiều. Nhưng nếu để nói về tiêu chuẩn, thì rõ ràng chỉ có tiêu chuẩn cạnh tranh của các ông đàn ông với nhau. Các anh em thay vì phải phấn đấu để bọn đàn ông khác cảm thấy tôn trọng mình hơn, thì lại chạy theo cái bẫy tiêu chuẩn của phụ nữ. Cái bẫy này như thế nào? Đầu tiên sẽ có một vài bạn nữ kiểu siêu sao, xanh điệu, giỏi giang, nói chung là hạng cao cao hoặc dưới một chút, đứng ra phát biểu về tiêu chuẩn của bạn ấy với đàn ông. Ok fine, không vấn đề gì, mỗi người một cái mông, à một giấc mơ chứ, đó thì là quyền của họ. Sau đó sẽ có rất rất nhiều bạn nữ bên dưới đi theo tiêu chuẩn này và cho rằng đàn ông mặn là phải thế, phải thông minh, phải thanh lịch, phải nói chuyện mặn mà, phải sex đậm đà, phải quan tâm thật thà, phải chung thủy vị tha. Sau đó nữa sẽ có rất nhiều anh em áp tiêu chuẩn này vào bản thân và tự cảm thấy định mệnh. Ôi, sao mình loser bơ vơ nằm tơ hơn như quả mơ vậy? Sai quá sai. Ôi, lòng người thật quá đỗi hiểm ác. Anh em trong cơn tự nhục quên mất rằng nếu 80% các đàn ông nhạt thì cũng có 80% phụ nữ nhạt như nước gốc. Tiêu chuẩn của một số ít cao thủ không thể áp cho số đông. Và việc các anh em nhạt, aka số đông, aka gà, tìm cách chạy theo bước chân của bọn top server là chuyện bất khả thi. Một ví dụ mà tôi tình cờ thấy là trong một buổi nói chuyện có một anh không biết nói gì cả, ngoài việc hỏi em ăn cơm chưa. Thế là anh ấy bị gán cho cái mác nhạt nhẽo, dần dà anh ấy cũng tự kỷ ám thị là mình nhạt vờ cờ. Ơ kìa, nhưng hỏi thế thì đã làm sao? Cá nhân tôi thấy nó là quan tâm vãi luôn. Ăn ngủ đủ ỉa là tứ khoái, và trong tứ khoái chỉ có ăn là có thể dùng để hỏi thăm. Chả lẽ anh em lại hỏi lại ý chưa? À cái này thì cũng được nhá, nhưng mà tùy đối tượng thôi. Nếu đối tác của anh em cảm thấy nhạt thì cô ta cũng nên góp phần làm cho nó mặn lên chứ. Tại sao mọi trách nhiệm đều đổ lên vai anh em? Thật ra với một cô gái tốt tính và hiểu biết, cô ta sẽ dễ dàng trả lời câu hỏi thiếu muối của anh em một cách duyên dáng và mở ra một đại dương cơ hội phát triển cuộc nói chuyện. Chẳng hạn như: em vừa ăn hết cái chuồng heo mẹ nuôi rồi anh ạ. Hoặc: em chưa, cả thế giới đang cấm vận thức ăn với em. Nếu đối tác cũng chỉ trả lời nhạt phèo như kiểu ừ em rồi, thì cô ấy chờ đợi gì ở các anh em, trong khi chính mình cũng chán như con rán. Ok các chị em luôn đòi quyền bình đẳng giới cơ mà. Lại có nhiều anh em băn khoăn kiểu: tôi chỉ biết chơi Dota hay SC thì biết nói gì với gái, chả lẽ lại kể về chuyện gank. Tôi nói này, chả làm sao cả. Nếu gái không thích game, anh em đứng lên, lấy lại dép, trả tiền nước, đi về và tìm một em khác ngay cho tôi. Nếu một anh đàn ông có sẵn lòng vị tha để ngồi nghe một cô gái kể về đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, linh ta linh tinh từ Donald Trump chuyển giới cho đến con chó nhà hàng xóm đau đẻ, thì anh ấy cũng có đầy đủ quyền và lý do để yêu cầu cô gái nghe anh ấy kể về chuyện tối hôm qua một mình ảnh cân 18 thằng núp như thế nào, hoặc anh thích anime như thế nào và đang tìm thấy dấu hiệu có thật của ác ma quận 7. Như tôi đã nói, các anh em có nhạt hay không là chuyện của bọn đàn ông. Chơi game giỏi hoặc mê game, weebu hay figure cuồng, mọt sách hay đam mê thiên văn, trong thế giới của đàn ông chưa bao giờ là nhạt. Nếu cô gái chê anh em, không thích sở thích của anh em, cảm thấy nó không đủ hấp dẫn, ok fine, cô ấy có tất cả nhưng lại không có được anh em, đó là thiệt thòi của cô ấy, không phải của anh em. Việc của anh em chỉ là làm sao biến đam mê sở thích của mình trở thành sức thu hút tự thân, chứ không phải chối bỏ nó và cố gắng tìm cách trở thành một người tiêu chuẩn hóa. Tin tôi đi, khi một người đàn ông tự tin mình có sức hút tự thân, theo bất kỳ một cách nào đó, anh ấy sẽ tỏa sáng lấp lánh như một vị tinh tú. Thôi, tôi mỏi tay rồi. Bài sau tôi sẽ đi sâu hơn về cách mà anh em nên tự tin với chính cá tính của mình, dù nó có thế nào đi nữa. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. À, ngoài ra thì các bạn cũng có thể click vào link bài viết ở phần mô tả và nhắc tác giả Bánh Mì Trứng rằng: ồ, thế phần tiếp theo của ông đâu? Ông đã hết mỏi tay chưa? Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.